Rồi, chào mừng anh em và các bác ở mọi miền Tổ quốc. Minh Chiến âm thanh Bãi Bình Định. Sau đây em sẽ test sản phẩm là một con Sansui 707MR thì em có giới thiệu hồi sáng là con này. Hai cái vỏ gỗ là nó bị lai của con 707MR nha. Vỏ gỗ ring nha. Vỏ gỗ xịn luôn. Thì nếu mà anh em nào thợ thì lấy con này về, chỉ cần đặt họ làm hai mã gỗ như như ring thì giá tầm 800 ngàn thì gắn vào thôi. Chứ còn em thì em làm biếng, hàng về rất là nhiều. Anh em nào xuyên thì làm mã gỗ như riêng, thợ người ta làm rất là chuyên nghiệp y như riêng luôn nha. Giá tầm 800 thôi gắn vào. Thì con này em bán cho bác Quốc Bạch ở Gia Lâm, Hà Nội là giá 14 triệu 500. Và gửi bác luôn là bộ dây, bác mua luôn dây AV là ba lõi màu bạc. Hàng bãi rất là đẹp và tiếng rất là hay nha. Bộ này là giá 1,5 triệu nha, ba lõi mà bạc, hai lõi trong nhĩa và hai lõi trong cháy nha, rất là chất lượng. Bên em phân phối cho anh em là giá 1,5 triệu, giá là bao ship cho anh em nha. Rồi, xin mời anh em đăng ký kênh, anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm bên em và em luôn luôn giới thiệu để anh em bắt nhanh được, bắt kịp những sản phẩm anh yêu thích nha. Rồi, xin mời anh em thăm âm trước khi đi. Con này là chạy hoàn hảo nha và tất cả nguyên bản nha, chỉ có hai má gỗ đây nó của thằng DR thôi, tại bên Cam người ta gắn lộn nha, như về Việt Nam thì mình phải chịu thôi, giờ không có thể đưa qua bến mà nó gắn lại đâu, giờ chỉ có việc ở Việt Nam mình làm engineering thôi. Sài Gòn họ làm giỏi lắm các bác, Sài Gòn họ làm chuyên những con 607 lợi tra là bộ, những cái ốp gỗ người ta đặt làm 500 ngàn một bộ engineering. Những con này là đắt hơn này, những ốp gỗ con này phải làm 800 ngàn. Rồi, xin mời anh em nghe. Và đây là bộ ma răng cao cấp tuyệt vời, dòng chữ ký rất là to nha. Mình vừa về ở sáng nay thì em sẽ có video test trước khi đi những sản phẩm. Những con này là chạy hoàn hảo rồi nha. Tất cả hoạt động rất là hoàn hảo nha. Em đang đấu với bộ dây Kimber Mỹ nha, 12 CT.
Rồi anh xin phép là dừng video. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay và chất lượng để anh em được tham khảo và chọn mua cho mình một sản phẩm ưng ý. Rồi em sẽ tiếp tục là ngày mai hàng về em sẽ báo cho anh em để anh em được cân đối về những sản phẩm và tài chính mình để xem cho mình một bộ nghi nhạc tuyệt vời, nghi hay, bài đẹp.